hướng dẫn xuất file bằng FL Studio. Ok và hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong một cái video giới thiệu cho các bạn hướng dẫn cách xuất file trong FL Studio. Tuy nhiên thì không chỉ là hướng dẫn xuất file thông thường thì mình sẽ giải thích tất cả các thông số để các bạn có thể lựa chọn có những cái tùy chọn tốt hơn và các bạn hiểu mình thực sự đang thiết lập những cái thông số gì. Và nếu như mà các bạn có nhu cầu về học hóa phù khí qua bộ video bài giảng hoặc học trực tiếp, các bạn có thể xuống cái phần mô tả và có link đăng ký gì đó nhé. Rất là hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ bọn mình. Ok và bây giờ thì let's go. Và với mỗi một video bài giảng thì mình rất là vui được giới thiệu với các bạn một cái project mà mình làm trong thời gian gần nhất Đây là bài hát mình làm cho tập đoàn về Đông Y và tất nhiên âm nhạc nó phải có màu ở đông rồi Ok, các bạn cùng nghe nhé Ok và đó là cái project mình uh, ví dụ trong ngày hôm nay Và bây giờ khi mà các bạn đã làm xong Và các bạn muốn xuất file ra cái việc đầu tiên Là các bạn nhớ là phải bật tất cả các nhạc cụ cần thiết của chúng ta lên nhé Cái nào mà các bạn chủ động tắt thì thôi Bật hết ở trên channel right, bật hết trong bàn mixer Và quan trọng nhất là bật hết cái phần hiệu ứng lên nếu có đó, Tuy nhiên thì ở đây cái project của mình hơi nặng thì <laughs> Mình không bật cầu ruột Thì ví dụ mình sẽ ví dụ một đoạn thôi Đây, mình ví dụ cái đoạn này nhá Rồi, Việc tiếp theo là các bạn sẽ bấm vào menu file và chọn Export. Ở đây thì các bạn sẽ xuất ra file mà các bạn mong muốn. Sau khi chọn xong thì ở đây thì mình sẽ giới thiệu một chút. VKV file là file way. Nó sẽ giữ nguyên được chất lượng từ trong bản phối ra. MP3 là file nén. Nó sẽ giảm chất lượng đi. Tuy nhiên thì nó sẽ nhẹ hơn. Dùng để update, app đăng tải lên các nền tảng thì rất là ok. Ngoài ra thì OGG, FLAC rồi M4A. Nó cũng là file giống MP3 thôi. Tuy nhiên thì nó sẽ là định dạng khác. À, thì mình khuyến nghị các bạn xuất ở trên MP3 và VKV thôi, nó rất là phổ thông. Sau khi mà các bạn uh, lựa chọn cái tệp mà các bạn mong muốn thì các bạn sẽ chọn đường dẫn. Đây thì mình xuất ra desktop cho nó dễ. Rồi các bạn bấm save. Rồi, cái phần tiếp theo là cái phần cài đặt. Đầu tiên là trong phần mút này là các bạn sẽ chọn song selection. Song selection tức là cái toàn bộ cái playlist của bạn muốn xuất ra đoạn này rất nhiều nhạc cụ. Nếu mà các bạn đặt chế độ pattern thì nó chỉ xuất ra cái pattern tên là 6 tháng 3 này thôi. Phần tiếp theo ở đây thì các bạn có thể xuất ra cả VK3V lẫn MP3 cùng một lúc Thì tùy các bạn, có thể lựa chọn nhé bit Depth ở đây thì nó sẽ nói đến cái độ chi tiết của âm thanh và cái khả năng xử lý tín hiệu Khi mà các bạn càng tăng lên thì cái dung lượng nó càng nặng Nó tuy nhiên thì nếu mà các bạn sử dụng nhạc nhẹ Các bạn cần cái tốc độ bit cao hơn bởi vì cái tốc độ bit cao hơn nó sẽ tương ứng với việc là các bạn lưu trữ được các cái dynamic lớn hơn dynamic nó là cái độ tranh lệch âm lượng giữa các nhạc cụ nhé đối với âm nhạc điện tử thì các bạn thường sẽ thấy là cái dynamic tức là cái độ tranh lệch giữa đoạn âm thanh lớn và âm thanh nhỏ nó khá là ít nó không bị quá nhiều tuy nhiên thì nếu mà đối với nhạc nhẹ thì các bạn cần những cái độ tranh lệch để lớn hơn để thể hiện được nhiều hơn cái âm sắc và cái độ thở các bạn thấy nhạc nhẹ là có đôi khi người ta chơi rất nhỏ nhưng lúc sau có khi người ta chơi rất to hoặc là ngay trong một khoảnh khắc rồi có thể đang đánh rất to nhưng mà tụt xuống nhỏ luôn thì nếu như mà trong cái trường hợp mà các bạn để 16 bit thì có thể có thể trong một số cái trường hợp nó không thể hiện được hết âm thanh của bạn thì các bạn có thể để 16 bit thì các bạn uh, chơi nhạc nhẹ thì các bạn để 24 bit. Còn uh, các bạn chơi uh, nhạc uh, EDM, nhạc điện tử thì các bạn để 24 bit cũng được, nó cũng không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên thì không, nó không quá là hiệu quả so với 16 bit. Mà còn một vấn đề nữa đó là đầu DJ ở thời điểm hiện tại, uh, các bạn làm nhạc để cho DJ chơi ấy, thì đầu DJ ở thời điểm hiện tại cũng khá là ít đầu chơi được 24 bit, đa phần là chơi 16 thôi. Tiếp theo đây là phần stereo hoặc phần mono thì các bạn tùy bạn có thể lựa chọn nhưng mà đa phần là chúng ta xuất ra stereo thôi. Đó, ở đây chế độ mono thì nó có chế độ là mono gọi là gộp tức là kênh trái và kênh phải trộn vào với nhau cái này các bạn học mixing thì các bạn sẽ hiểu còn mono này nó sẽ là chỉ có ở tai bên trái thôi mono này nó sẽ chỉ có tai bên phải đó thì khi mà các bạn lựa chọn này các bạn phải rất hiện là hiểu nha ví dụ như bây giờ đơn giản thôi à, có một bản nhạc mà piano các bạn bên tay trái guitar bên tay phải thì nếu như mà các bạn đặt chế độ là mono left only thì các bạn sẽ thấy là cái guitar nó rất là to nhưng mà cái piano trong bản phối mà còn xuất ra nó bị nhỏ còn đâu trong trường hợp mà gộp vào với nhau nó sẽ xuất hiện những tình huống cực đoan khi mà chuyển từ stereo thành mono là nó bị phase rồi nó bị uh, bị bị bị, bị uh, nhỏ của các cái nhạc cụ đệm đi vậy thì các bạn cái này thì các bạn cần học về trong phần mixing hoặc là phần mastering thì các bạn cần hiểu về stereo nhá tiếp theo là mp3 bit rate thì các bạn thấy là ở đây nó là cái tỷ lệ bit tỷ lệ bit càng cao thì âm thanh cái chất lượng âm thanh của các bạn càng tốt thì mình khuyến nghị các bạn đó thật nếu mà để mp3 mà mình là người làm nhạc thì tối thiểu không phải tối thiểu đâu nhưng mình cứ để 320 thôi còn để thấp quá âm thanh nó xấu nghe nó bực ạ. Tiếp theo là phần quality Phần quality này thì mình khuyến nghị các bạn lấy cái phần re resampling là 512 Độ phân giải càng cao Thì chất lượng âm thanh xuất ra càng tốt Đó, nó xuất âm thanh à, Chờ lâu hơn một tí thì mình đi pha cốc cà phê Ở à, trên, Có cà phê để mình họa rồi anh em Và cuối cùng là ở cái phần uh, msc Thì các bạn lên nhớ là luôn luôn bật chế độ Enable Insert Effect và Enable Master Effect hai cái này nó sẽ giúp cho chúng ta mở các cái hiệu ứng ở bàn mixer lên nếu mà không bật mấy cái này thì toàn bộ những cái hiệu ứng trong mix master của mình là bỏ đi mình không mới được và cuối cùng là cái chế độ sleep mixer check khi mà các bạn xuất ra chế độ sleep mixer check ấy, thì mỗi nhạc cụ của bạn mỗi sao nằm trên một cái check ở trên bàn mixer nó sẽ xuất ra một âm thanh khác nhau cái này nó sẽ rất là là ok cho các bạn xuất ra multi check để gửi cho mix master tức là các bạn thấy là là nếu mà gọi xuất ra một file là tất cả sao gộp vào với nhau đúng không? Tuy nhiên bây giờ bạn muốn người khác mix master cho mình Nhưng cái bạn mix master đó không làm trên FL Studio Hoặc là không sử dụng các cái plugin giống bạn Thì các bạn sẽ tách nó ra thành các nhạc cụ khác nhau Bay riêng, swing riêng, uh, swing tiếp riêng, chord riêng, kick riêng Thì giúp cho các bạn ấy có thể mixing được một cách rất dễ dàng Thì các bạn bấm split mixer check Rồi sau khi xong thì các bạn bấm start đó. Và các bạn cũng có thể là lựa chọn cái phần show file when complete nhé Mình click này Khi mà nó render xong Thì nó sẽ tự động xuất hiện ra cái cửa sổ Nơi mà mình lưu các cái file mà mình xuất ra Rồi, đấy Và nó đã tự mở cái thư mục Ở đây thì các bạn thấy là có hai cái file mà mình vừa xuất ra Bây giờ mình sẽ mở cái cửa sổ mới và ném hai cái file đi vào Đó. Thì đây là cái âm thanh mà mình vừa mới xuất file ra nhỏ đi một tí cho các bạn thấy dần mình ok vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn uh, chi tiết các cái thông số và cách để xuất ra file làm thế nào để cho ok phù hợp với lựa chọn của các bạn nhất thực ra là không có chuẩn nhất đâu các bạn nhé nó chỉ có là phù hợp với các bạn hay không thôi nên là mình mới giới thiệu cho các bạn toàn bộ các thông số và ý nghĩa của các thông số đó mình là thầy Phương VVK đến từ Công Dịch và nếu mà các bạn có nhu cầu về học hoa học vũ khí qua bộ video bài giảng hoặc học trực tiếp thì các bạn có thể đăng ký dưới phần mô tả nhé trên màn hình đã có các video clip mà các bạn có thể sẽ thích các bạn hãy click vào và tự chọn những video mà các bạn cảm thấy phù hợp ngoài ra các bạn cũng có thể đặt câu hỏi xuống bên dưới cũng như là vào phần danh sách phát để bọn mình có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo bye bye